cái là cũng xin lỗi vì là trong thời gian vừa qua thì có một chút việc thì kết thúc cho nên là không chứng kiến được toàn bộ cái việc làm của các em cho cái sản phẩm được như này. Thì cái này là cái buổi đầu tiên mà tổ toán thực hiện cái trải nghiệm. Cái đây là cái công việc mà tất cả các tổ chuyên môn cùng với các em học sinh chúng ta làm. Đây là đầu tiên nên mình thấy là rất là hay, rất là thành công rồi. Tuy nhiên thì cái mức độ hoàn thành thì các bạn biết là cái công việc trải nghiệm này ấy, là do chính chúng ta, chính các em phải tự tìm tòi các cái thông số này. Hôm nay thầy dự thầy thấy được là thầy vẫn là cũng khá là vất vả trong cái việc mà hướng dẫn cho các em để hoàn thành các sản phẩm này. Thì cái phần này thì hy vọng là các cái việc sau ấy, các cái lớp khác, cái đối tượng học sinh khác ấy, thì các em cố gắng làm sao tìm tòi trải nghiệm, các dạng có trải nghiệm tìm ra được, chúng ta có thể tự giải thích được trong các nhóm với nhau và tìm về sản phẩm. Thầy cô ở đây là trung tâm để phá vỡ đang một số. Hiện nay thầy thấy là thực hiện kể cả cái việc đo chiều cao của các em cũng còn đang rất là thiếu, còn là thiếu cái trải nghiệm đấy, đo thế nào cho chính xác. Sau đó là thầy cũng phải cùng với các em rồi lấy cái thước ra để làm sự cân bằng đấy. Chúng ta lần sau chúng ta có nhắc là đo tốt hơn đâu, chẳng hạn chúng ta có thể là muốn dự kiến tổ chức là trong một cái phòng học như thế này, chúng ta có thể hình thành luôn cái thước đo vào cửa để các bạn cần đứng cái tự hướng ở đấy thôi, rất là nhanh. Hoặc là hình thức nhà đó cho nó phù hợp. Và hôm nay là để chuẩn bị đồ, các cái đồ dùng để phục vụ cho hôm nay thì đấy rất tốt rồi. Có sổ, có cân, thì cũng có thước các em tham gia nhiệm gì. Đặc biệt là thầy giáo dẫn chương trình hôm nay là rất là tuyệt vời, đúng không? Tạo một không khí học tập sôi nổi, vui để học và vui lên. Thì không có gì hơn. Trước hết là cảm ơn tổ khóa lý và tập thể học sinh lớp A1 đã hoàn thành cái chương trình chiều hôm nay. Chúc các thầy cô và các em có một cái sức khỏe thật tốt để có thể tiếp tục ra tập có nhiều thành công hơn trong